rốn cái 5 phút. Ai dập đâu? Có. Chân giật khó lắm. Chân bông bông. Không hồng gì ạ? Chân nó có vỏ không? Hai bên trong cả bông. Bên trong có một lớp nữa. Còn cá. Lớp trước có chân giật vỏ. Chân đấy đi giặt vỏ thôi. Sao giặt cá được? Từ đây về nhà thì có 3 phút. Quý ăn cơm. Giờ tiếng Anh là quý ăn cơm. Không nói nhiều. Rõ. Chả rõ thì không. Không. Ây à, đi nhà cũng vừa rõ. Có con mèo nhiên, ngộ biết nó nhiều thế hẳn. Đưa rửa ra ngoài á. Đi ra ngoài. Nó còn bởi. Đi đến đây một thùng. Ăn cơm mà tiêu.